Hay rồi cả nhà, hay chữ rồi. Đi đi mọi cô chú anh chị. Ở đầu thì em bắt đầu dán lên nha cô chú anh chị. Quá anh em ơi. Hồi hộp giờ chờ đợi luôn, vĩnh. Ôi. Anh Hơn đừng đẩy anh mít luôn á trời. Anh mít mình đừng. Bây giờ chị quên chị đằng sau rồi nè. Chị đằng sau kìa, xong rồi kìa. Bộ là mấy anh mấy chị quên chị đằng sau rồi đó. Trời ơi. Chị đằng sau là chính kìa. Trời ơi, chị đằng sau kìa. Cho chị đằng sau vô kìa. Ờ, cho chị đằng sau vô. Chị đằng sau vô tới rồi. Không có chị là anh không có làm được. À, xin giới thiệu nha, chị là chị gái của anh. Xong kiếm hợp cái gì mà chen dữ vậy mấy bà. Bây giờ chen lớn dữ lắm rồi quý vị ơi. Có gì móc túi nha. Tiền bạc tươi trang cẩn thận. Cẩn thận. Đổ vừa hôi hết trơn rồi. Cái chừng móc túi nha. Anh là anh xét luôn rồi còn đầu gì nữa. Rất là căng thẳng nha. Tham dự cái gì đó chị là mẫu khác. Đây đây tôi giữ cho, tôi cho tôi giữ cho. Không được phép ghi hình đâu nha. Hôm nay là mẫu cậu Năm mới được ghi rồi đó. Mẫu năm mà cậu Năm muốn dễ mà cho ghi thoải mái. Cho ghi thoải mái mà. Đúng rồi. Ai cũng ghi chị ngồi vào đây đi. Anh em tránh như kia. Các anh em ghi hình này cũng phải. Cho chị vô kìa cả nhà ơi. Cậu Năm nói là hả con các cháu cứ là ghi thoải mái. Ghi thoải mái. Muốn ghi gì đó ghi. Ờ, muốn ghi gì ghi. Muốn giật cái gì giật. Muốn gì giật gì. Thì cái điện thoại anh hai anh đi dành đi nhiều màu hả? Hai ông rồi đi đang bếp rồi đó. Đó. Rồi đi giật rồi đó. Hai ông đi rồi. Bây giờ chen lớn quá giờ rồi. Chen lớn vô coi coi cái chữ giờ ở trên cái tấm bề can này hay gì rồi. Đúng rồi. Chúc chắn là chen con gì mình vừa lóc sẽ đầy đủ hơn quý vậy ông hai ông kia đi rồi khúc này mấy ông không quay đâu. Đúng không? Lúc này em bỏ đi đăng clip đâu quay đâu. Đăng clip rồi. Rồi. Hai bà được rồi. Kê ông đứng ngoài kia mà còn giới thiệu kìa. Không chồng đâu. Em ám ảnh cái tên của ổng lắm thiệt á. Vlog này cả nhà. Quý vị đang có ở trên kênh Khám Phá 78 thì cho Khám Phá 78 xin một like và một đăng ký kênh nha quý vị. Cô chú anh chị vô Khám Phá Cục Lão đăng ký cho em nha. Quá mệt mỏi. Có vào kênh này đăng ký cho Tiên Nguyễn nha mọi người. Bắt trực tiếp hả? Con đang quay hết cuộc hết hả? Con đang quay hết. Kệ vô ủng hộ mấy bạn nữ đi vô cái gì. Đúng rồi đó, trời ơi, cái gì chứ mà nữ là ưu tiên hết trơn rồi. Dạ, bắt đầu là thay đổi nội dung rồi cô chú anh chị. Dán đề can mới, thay đổi nội dung trên bia mộ rồi chuẩn bị khắc nha cô chú anh chị. À, chú Tiểu rồi cả nhà, chú Tiểu xuất hiện rồi. Không cho rồi. Thấy là thương cậu quá rồi, không biết chừng cậu. Chiều nay cậu phù hộ chúng số. Có chuyện gì anh không đọc cho em nghe với mình. Cách danh đúng không? Thành giá ưu tú lộ vũ linh. Ông võ văn hoa. Pháp danh là Tâm Giác. Sinh ngày 10 tháng 12 1958. Mất ngày 5 tháng 3 2023. Vậy là có pháp danh được rồi. Đó, con rồi, cháu đồng lập mộ. Có dòng cuối con gia đình con cháu đồng lập mộ. Gia đình và con cháu. Mộ dưới đây là ngày 14 tháng 2. Gia đình và con cháu đồng lập mộ nha cả nhà. 2023. Đầy đủ rồi, âm lịch rồi. Con cháu lập mộ. Năm Quý Mão. Có một cái sự thay đổi. Giờ đầy đủ rồi cô chú anh chị, đã thay đổi hết nội dung trên tấm bia mộ của nghệ sĩ Tô Vũ Linh nha cả nhà. Và con cháu đồng lập mộ, pháp danh. Gia đình và con cháu đồng lập mộ. Tâm Giác. Tâm Giác. Tâm Giác. Ờ đúng rồi đó. Chỉ có là thêm cái dòng pháp danh và gia đình con cháu và con cháu cùng đồng lập mộ cả nhà. Đó. Thì hai chị khán giả cũng đã đến xem nè cả nhà. Đó, xem phấn em bé đó. Phấn em bé. Bị hâm đó, ai bị hâm là xài đó. Để dính trên mộ mà lại có cái tê phấn. Tại ta xài cái loại đó để nãy giờ, nãy giờ mấy anh thấy anh lấy để làm gì vậy? Để bôi lên đây không? Đó, ngồi cho tài. Hay là nói cho nó lòi, nói cho nó đúng không á. Nó lòi chữ ra. Mình không muốn lên. Nó nổi lên á. Cả nhà. Thì vừa mới dán đề can xong thì có cặp bướm bay về nha cả nhà. Đây, quay cô chú anh chị xem. Đây cả nhà. Đây có bướm nè cả nhà. Đó, bướm nè cả nhà. Đó. Sau khi dán đề can xong thì bướm bay về nha cô chú anh chị. Đó. Bướm bay về. Đây cậu nha cô chú anh chị.
cả nhà. Đó, đó bướm bướm bay về cô chú chị. Vâng. Cô chú chị. Đó, sau khi dán đề can thì bướm bướm bay về nha cô chú anh chị. Wow, wow, bay với bàn thờ này cả nhà ơi. Đó, cả nhà. Thì nội dung trên tấm bia mộ đó thay đổi cho cô chú anh chị. Rồi. Phía đằng sau thì bia tấm bia mộ đã được xong rồi cả nhà. Em đâu có đọc sai đâu. Mà em thấy cô chú anh chị nói em sai. Khắc xong rồi cô chú anh chị. Nhớ hồi xưa em đọc lâu lắm. Đây đã khắc xong rồi cô chú anh chị. À, giờ chỉ bây giờ em đọc lại nè. Là phần phía trước nữa cô chú anh chị. Giờ là phải cho anh nước sơn nhũ lên chữ nè cả nhà. Thì tấm đề can nó được thay đổi nội dung này nha cô chú anh chị. Đó. Giờ thì chỉ cần là lột ra và khắc lên nữa là xong rồi cô chú anh chị. Và sau đó là mới bỏ tấm hình vô. Đó thì sau khi mà vừa mới thay tấm đề can trên mộ nha cả nhà thì bướm bướm bay về nữa cô chú anh chị ơi, không biết là có điểm gì không. Hả, bướm bướm bay về đầu trên bàn thờ cô chú anh chị. Hả, bướm bướm bay về cô chú anh chị. Đó thôi bay đi rồi thì không biết có điểm gì không, thì nãy là có hai bức tranh này bướm bướm cũng bay về nha cô chú anh chị. Đó, bướm 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 bay về đậu với bức tranh kia cả nhà. Wow. Mới luôn được cả nhà. Thì sau khi có bức tranh này cả nhà, bướm bướm này bay về đậu lên bức tranh. Đó, liên tục luôn. Đó. Đó, trời ơi, bướm đậu lên đây nè cả nhà, đó trên đầu chị ha. Rồi bay đi rồi đó. Dạ. Wow, wow. Rồi tiêu rồi. 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 Thì có nhiều cái điều lạ lùng nha cả nhà. À, cô khán giả cũng đứng xem rồi cả nhà, có điều lạ lùng lắm. Bữa bướm bay về. Sau khi tấm bia mỗi thay đổi cho cả nhà. Cả nhà ơi. Tại kiến đậu lên đó, đậu lên luôn á. Không bay luôn. Rồi bướm bướm bay về nha cả nhà. Rồi còn năm dẫn lên. Lúc cái tay nha, cậu năm không bay nè. Không bay luôn. Không bay luôn. Không bay luôn. Không bay luôn cái gì á? Trời ơi. Quá gì đi. Bây giờ em đưa cậu năm vô giữa nè. Ngay chỗ này. Được chưa? Thiệt vời quá này ơi. Em nghiêng nè. Không bay luôn. Không bay luôn. Quá tuyệt vời. Ê, tính ra cái tay tôi lên mặt nặng rồi nha. Cậu mình để ngay giữa bức ảnh của cậu luôn mà không bay luôn nè. Không bay luôn. Đừng có gì ơi. Cái này gọi là một cái tâm linh theo chú ấy. Không chân không được nha. Hãy còn đưa cậu lên trên. Nhưng mà lúc đó nó bay ra, cậu bay vòng vòng. Còn bây giờ là đậu là một chỗ một là để ở đâu cũng không bay luôn nè. Mà cái điều đó là đặc biệt nè. Nổi ông hết trời rồi. Bay lên nó mới bay. Để em bên tay. Không bớt đậu tay á. Mới vừa nói phải đậu. Cậu năm về thì đậu ở đây con là vừa nói xong là đậu lên đậu lên đậu nãy giờ không bay luôn à. Hôm nay là ngày vui của cậu, là ngày cậu đi mà. Vậy cậu một cậu về đó mọi người ơi, quá ghê gớm.
đúng rồi. Rồi sao giờ mấy anh?